Truyện tranh Tràng Quỳnh, truyện ngắn màu chọn lọc, tập 126. Mừng thọ 200 tuổi, hai ruồi bất nghĩa. Đủ 200 rồi, phải làm tiệc ăn mừng thôi. 200 cái gì? Theo nhật ký tôi ghi từ hồi cậu Quỳnh còn sống đến nay thì đã được 200 lần tôi giúp người trừ bạo, phải ăn mừng thôi. Ừ, đó cũng là một kỷ lục đấy, mừng đi. Chúng mày đi quyên thức ăn, mang về làm tiệc. Tao đâu có phải sự khắc thực mà bảo tao đi quyên thức ăn, không có gì ăn mà mở tiệc, sợ thiệt. Tao mượn cái khăn bàn một chút. Giờ thì thành sư rồi đấy, đi đi. Phụ tao treo tấm biển này lên cho có vẻ hoành tráng một chút. Ừ, hoành tráng đấy, mừng 200 chiến thắng. Ta về thay quần áo cho tính tề rồi ra khai tiệc. Bụng thằng Quỳnh đầy chữ mà viết tấm biển này dở ẹt. Có đánh nhau đâu mà ghi là chiến thắng, để tao thay cái khác. Thế này có vẻ hiền hòa hợp hơn. Mừng Quỳnh 200 tuổi. Thằng Quỳnh ý tài rồi láo toét. Ông Lý ra xem kìa, ông phải trị thằng Quỳnh cái tội láo toét đi. Cụ tiên chỉ làng mình chưa tới 100 tuổi mà nói dám xưng 200 tuổi. Trời, đứa nào thay tấm biển này vậy? Chúng mày có biết thế là sắc láo không? Tao mà già hơn các cụ trong làng à, tháo xuống. Tóm hết, không chửi đứa nào. Tụi con có làm gì đâu. Chúng mày a tòng với thằng Quỳnh để sắc láo với các cụ, tóm hết. Tại mày thích khoe chữ đấy. Dù gì thì cũng bị tóm rồi, chửi tao cũng đâu có được thả ra. Giỏi lắm thì lãnh mỗi đứa vài roi là cùng, sợ gì. Thằng Lê ngon à. Sẵn dịp này, tống cổ thằng Quỳnh đi chỗ khác ở đi, ở đây nốt quậy mình quá. Chúng mày quá hỗn, quá sắc láo, tao không cho chúng mày ở trong làng nữa. A Lê. Dạ ông gọi con, ông thả con phải không ạ? Hồi nào? Con tên Lê, ông Lý mới gọi Lê đấy ạ. À? Tao nói tiếng Tây, A Lê là đi, hiểu chưa? Ý tao là đuổi chúng mày đi đấy. Tội có gì ghê gớm lắm đâu mà phải xử án bằng tiếng Tây. Phải đẩy đi biệt xứ, phải cứu chúng nó. Tại ông Lý không biết nên cán tội cho tụi con, chứ thật ra con đã 200 tuổi rồi đấy ạ. À? Mày là thần hay là thánh vậy? Chẳng là thần không là thánh, nhưng con xin nhầm vì sao đại trường thọ nên con sống rất lâu ạ. À. Có thể còn sống tới 1000 tuổi đấy ạ. À. Tao không phải trẻ con, tao không dốt. Đừng có mang chuyện thiên văn ra hù tao. Trên trời chả có sao nào là sao đại trường thọ cả. Vậy là ông Lý nghiên cứu chưa tới. Còn có bản đồ ghi tất cả các sao trên trời, để con về lấy cho ông Lý xem. Đồng thời con cũng cho ông xem giấy khai sinh, bản tử vi số mệnh của con luôn. Về lấy đi, nếu mày chứng minh được mày 200 tuổi thì tao tha, bằng không tao đuổi đi hết. Con phải lên núi để lấy các giấy tờ ấy, chúng là báu vật nên con phải giấu kỹ lắm, sẽ mất vài ngày con mới về ạ. À. Được, cho mày mấy ngày đấy. Tao giữ đám bạn mày làm con tin. Quỳnh, đừng đi luôn nhé. Ngu gì trở lại. Trời. Nó đùa đấy, đừng sợ. Nó bịa chuyện để hoãn bình cứu tụi mình, chứ làm gì có những thứ nó nói. Chết rồi, làm thế nào mà chứng minh được mình 200 tuổi? Hí, sao mà khổ thân tôi thế này. Ông trời ác lắm. Ai bảo ông cho tôi sắc đẹp làm chi mà tôi phải khổ. Trời, được đẹp mà còn oán trời. Ủa chị Lượm, chuyện gì vậy chị? Chưa thấy ông nào hồ đồ như ông Lý phạm rớt. Vừa gặp chị lần đầu đã đòi cưới chị ngay. Chị không biết cách nào để từ chối, vì biết ổng có tánh hay đuổi. Hở tí là đuổi người ta đi à. Ổng rớt chị Lượm, em thấy cũng tốt đôi đấy chứ. Sao chị lại chê? Tốt thì mày cưới ổng đi,
tao đang sầu đợi, đừng có chọc tao à. Một công hai chuyện, có cách cứu tất cả rồi. Đây, em ghi tất cả ra đây, chị học thuộc rồi làm theo. Bảo đảm chị sẽ từ chối được ổng một cách rất hợp lý. Sáng mai em sẽ đưa cho chị cuốn gia phả của ông trà ngọt. Chào ông Lý Rớt ạ. Chào cô em Lượm ạ. Bữa nay Lượm vui vẻ, chịu nói chuyện với Rớt rồi à. Chạy đâu cho khỏi nắng nên đành phải nói chuyện thôi ạ. Mời ông Lý ngồi chơi ạ. Quê của ông Lý ở đâu vậy ạ? Quê của Rớt ở đàng ngoài, xa lắm. Thế còn quê của Lượm ở đâu? Quê em cũng ở đàng ngoài, làng ngọt đấy. À ha, có phải là quê của Trà Ngọt không? Đúng vậy ạ, em là cháu nội của Trà Ngọt đây ạ. Này, khéo đùa, Trà Ngọt sống cách đây hơn 200 năm, không lẽ nàng hơn 200 tuổi? Đúng vậy ạ, em sinh nhầm sao đại trường thọ nên sống rất lâu ạ. Không tin ông Lý xem giấy khai sinh của em nè, có dấu của huyện, có chữ ký của người làm chứng đấy. Hả? Nàng đã 240 tuổi. Chưa tin à, ông Lý xem gia phả của ông nội em đây. Cầm nhẹ nhẹ kẻo rách, giấy cũ lắm rồi. Gia phả của Trà Ngọt Hứa Tam Tỉnh, cháu nội gái tên là Hứa Thị Lượm. Có sao đại trường thọ thật sao? Thằng Quỳnh cũng nói như thế. Không sao, mình thông minh hơn cô nàng mà. Lượm đã 240 tuổi, vậy thì mình hợp với cậu, nhất gái hơn hai, nhị trai hơn một rồi. Vợ chồng như thế là tốt lắm. Không lẽ ông Lý cũng Rớt đầy hơn Lượm một tuổi. Năm nay Rớt đã 241 tuổi rồi, Rớt cũng sinh nhầm sao đại trường thọ đấy. Hè hè, dù nàng có tự xưng bao nhiêu tuổi thì mình cũng có cách để già hơn. Mừng quá, em tưởng kiếp này kế bỏ vì không tìm được ai cao tuổi như em, không ngờ lại gặp ông Lý. Vậy là Nguyệt lão sẽ duyên mình rồi đấy. Vâng ạ, em sẵn lòng theo ông Lý suốt đời, nhưng em chưa tin hẳn là ông Lý cao tuổi như thế. Nếu không phiền, ông Lý cho em xem giấy khai sinh đi. Sáng mai Rớt sẽ đưa cho Lượm xem. Nhớ là phải có chữ ký của người làm chứng, có một con dấu của huyện thì em mới tin. Có luôn. Làm sao mà tôi dám xác nhận ông đã 241 tuổi? Ông nhỏ tuổi hơn tôi mà. Ký đại đóng dấu đại đi, khai tuổi trả để cưới vợ chứ có gì quan trọng đâu. Nè, có tí quà nè, quan ký đi. Ừ, ký. Lượm ơi, giấy khai sinh của Rớt nè. Ồ, quả thật ông Lý đã 241 tuổi. Rớt đâu có nói xạo. Từ nay em sẽ thắp nhang xin phép cha mẹ để theo ông Lý. Ông Lý cho em mượn giấy khai sinh này để cho cha mẹ em xem nhé. Lượm cứ giữ lấy. Hà, vậy là em không phải còng lưng về bán đồ sao giả, không phải làm đủ thứ giấy tờ giả. Mà thật ra nếu em có đủ các giấy tờ ấy, chưa chắc ông Lý đã tin. Chỉ có tờ giấy khai sinh của ổng đây mới chắc ăn. Mời bà con theo con đến gặp ông Lý để làm chứng. Thế nào, có đủ giấy tờ chứng minh chưa? Con để lâu quá một ăn cá rồi. Thế thì mày nói xạo, mày không phải 200 tuổi. Đánh mỗi đứa 10 heo rồi đuổi đi chỗ khác ở. Khoan ạ, con có thể chứng minh bằng cách khác, không cần giấy tờ của con. Ông Lý hơn con 41 tuổi, năm nay ông Lý 241 tuổi. Vậy con 200 tuổi chứ có gì sai đâu ạ. Tao làm gì mà tới 241 tuổi? Cụ cố cố nhà tao cũng chưa già tới tuổi đó nữa ạ. Đây, giấy khai sinh của ông Lý đây. Bà con xem có phải ông Lý 241 tuổi không? Đúng rồi, có huyện xác nhận kìa. Trời, ở đâu mà nó có vậy? Phản đối là to lên đi các bác. Tăng Quỳnh đúng 200 tuổi, yêu cầu ông Lý thả tụi nhỏ ra.
thả ra, thả ra, thả ra. Đi, để ta thả, nhức đầu quá. Hu à, sợ quá cha mẹ ơi. Con gái ở ngoài kia đông lắm, nín đi. Về hết đi. Chào Lượm rất muốn hỏi vì sao thằng Quỳnh có giấy. Chào cụ 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 rớt ạ. Làm gì mà tới 4 tiếng cụ vậy? Phải 4 lần cụ mới đủ 241 tuổi ạ. Lượm đùa vui ghê. Con không dám đùa với cụ đâu ạ. Xin cụ đừng theo tán tỉnh con nữa ạ. Con sẽ không bao giờ lên xe bồng với cụ đâu ạ. Đang giở trò gì đây? Cụ hơn 200 tuổi, còn chưa tới 20, so lè quá chừng chừng. Mới hôm qua, nàng đưa giấy khai sinh hơn 200 tuổi cho ta, hôm nay chỉ còn 20 là sao? Giấy khai sinh cuốn già phả đó là do con vui tay viết bậy chơi thôi. Giấy khai sinh thật của con nè. Hả? Mày lừa tao, mày đưa tờ giấy khai sinh của tao cho thằng Quýnh phải không? Tao sẽ tống cổ mày ra khỏi làng. Ông Lý ơi, Quang gọi ông kìa. Mấy người tụ tập ở đây làm gì vậy? Họ yêu cầu cho ông về hưu vì ông đã quá già rồi. Thôi mà, Quang thừa biết chuyện đó là đùa mà. Tôi chỉ xin xác nhận tuổi để cưới vợ thôi mà. Này, ông dám bảo ta dùng con dấu để xác nhận bừa tuổi cho ông à? Ta làm nghiêm chỉnh chứ không đùa đâu. Cứu tôi đi Quang ơi. Cứu ông để ta chết vì tội xác nhận bừa bãi à? Nhận thêm 200 tuổi đi, buốt xà gà chết thôi. Yêu cầu cho người khác làm lý trưởng đi, ông Lý rất già quá rồi. Được được, để ta thay lý trưởng, giải tán đi. Thay thật hả? Già quá rồi thì phải thay người khác chứ. Ông đi đâu vậy? Đi chỗ khác ở, ta chưa có vợ mà lại phải nhận thêm 200 tuổi. Ở đây ai dám ưng ta? Hi hi, cụ rớt đi khỏi làng chứ không phải con. Chưa từng thấy ai nướng thịt hay sao mà nhìn dữ vậy? Nướng thịt thì thấy thường xuyên, nhưng chưa hề thấy thằng cu nướng thịt. Dám gọi ta là thằng cu à? Không thằng cu thì là thằng gì? Thằng Quỳnh không phải thằng cu. Người ta thường ăn thịt nướng với gì vậy? Với cơm, với bún, cù lần. Ăn thịt nướng với bắp được không? Món đó dành cho vua ăn, không ai đã được ăn. Hứ. Vậy tớ làm vua đây, tớ ăn bắp với thịt nướng. Thịt nướng đâu? Đó. Ngon tuyệt vời. Không phải thái giám đâu mà nướng thịt cho vua ngửi. Cho hít thêm mấy cái nữa đi, thèm quá. Ờ, sao mà tội nghiệp thế? Mợ ơi, con đói bụng quá, cho con một miếng thịt nhé. Ừ à, lựa miếng nào nhỏ nhất mà ăn. Cho cậu này, ăn đi. Cắt trái bắp đi chứ chả có ai ăn bắp với thịt nướng đâu. Màm, tuyệt 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 vời. Nhà ở đâu, tên gì? Túc Ngồi Ái Tử, Quán Trị. Tên Mũi. Vậy chứ vào đây làm chi? Tìm cha. Nhà tớ thuộc hạng siêu bần cùng, nên cha tớ vào đây tìm việc làm. Cha nói tìm được việc thì về đưa mẹ tớ vào. Thế nhưng mấy mùa lá rụng rồi mà người xưa chưa trở lại. Đói gần chết mà cũng còn thơ văn. Cha cậu tên gì? Hai Ruồi. Tên gì kỳ cục vậy? Tại cha tớ có cái nút ruồi to tướng ngay trên mũi. Có, ở đây có một người có nút ruồi như cậu nói. Theo tớ thử xem có phải là cha cậu không. Đây, nhà này có một ông giống như cậu tả, vào hỏi thử đi. Ờ, cha tớ kìa. Cha ơi, cha. Ờ, thằng này vô duyên ghê. Ai là cha mày? Cha là cha con, là con là con cha. Cha là chồng của mẹ con. Cha. Tao thế này mà con tao lại tê tua như mày à? Cút. Ông Hai Ruồi. Ai gọi tao vậy? Đúng, ổng là Hai Ruồi rồi. Ổng không nhận thằng Muối là con. Ổng là cha tớ, tớ thề đấy. Tớ biết rồi. Sao cha tớ không nhận ra tớ?
tại cậu nghèo quá. Hiểu rồi, cách đây mấy năm, cha cậu tới đây làm nghề đấm bóp, nghèo lắm. Sao cậu biết? Ổng đi đấm bóp ban đêm, bị bọn tớ giả ma hù mấy lần, ổng chạy bán mạng. Thời gian sau, ổng lột vào mắt xanh của một bà phú hộ quá, bà rên ổng về làm chồng, từ đó ổng hết nghèo. Về mách mẹ, mẹ tớ sẽ vào thanh toán ổng. Thàm phú quý mà nỡ bỏ vợ con, đồ trời đánh. Quýnh, lại xem nhà ông Lợi xem chuyện vui lắm. À, ông Hai Rùi đổi tên thành ông Lợi. Này, nghe cho rõ này, ở đây không có ai là Rùi, là Mũi cả. Có Rùi đó, Mũi đây. Tao là Trần Phú Lợi, không phải là Hai Rùi. Mẹ con mày thấy tao giàu có rồi nhận ẩu à? Sao mình lại nói thế, không sợ bị trời đánh à? Mình là Trần Anh Rùi, tự Hai Rùi, có cái nốt ruồi to tướng kia. Không có mình đầu tay chân gì cả, đuổi chúng đi cho tao. Không đi, tôi tìm được chồng tôi rồi, tôi không đi. Không đi thì đánh cho tao. Không được đánh người ta nhìn nhầm một chút, có sao đâu mà đánh người ta. Chị tìm chỗ ở tạm đi, để tôi xem chuyện như thế nào, rồi sẽ tìm chị. Nói thật đi, có đúng hai mẹ con bà ấy là vợ con của ông không? Hồi nào tôi chưa hề có vợ, thề đấy. Nếu đúng là vợ con của ông thì hãy cho họ ít tiền làm vốn sinh sống đi, tôi không hẹp hòi gì đâu. Không phải mà, tôi chưa hề gặp họ mà, tôi không phải hạng người bất nghĩa như thế. Được, tôi sẽ làm rõ vụ này, nếu đúng họ là vợ con của ông thì đừng có trách tôi. Thế nào, bà không đi hỏi mấy lão thầy bói? Tiền này cho mày, mày đem số tiền này đưa cho mấy lão thầy bói trong huyện, dặn mấy lão nói thế này. Để tôi gieo quả thì biết ngay thôi. Không, không có, ông Lợi chưa hề có vợ con. Theo quả, ông Lợi nhà bà không có vợ con. Ông thầy nào cũng nói ông Lợi chưa có vợ con, thế mà sao mình cảm thấy chuyện ấy là có? Bà đừng tin mấy lời ông thầy bói nói. Ông Lợi đã mua chuộc họ cả rồi, ông Lợi chính là ông Hai Rùi đấy. Sao mày biết? Hôm nọ thình lình con gọi ổng là Hai Rùi, ổng trả lời ngay. Kìa, ông Lợi tới kìa, bà nấp vào đây đi, bà sẽ thấy ổng là Hai Rùi. Ông Hai Rùi, có kẻ gài bẫy mình, phải bình tĩnh, mình là Lợi không phải Hai Rùi, không trả lời. Ủa, ổng tỉnh bơ không thèm trả lời. Ổng cảnh giác cao độ, con không gài bẫy được. Diễn tuồng bị bể dĩa là thường, tìm cách khác đi. Còn có cách để buộc ổng tự nhận là Hai Rùi, nhưng bà phải hỗ trợ con. Đồng ý hỗ trợ, tao muốn vạch mặt kẻ bất nghĩa ấy lắm. Trước tiên con muốn vợ con của ông Lợi được giàu có, bà giúp được không? Tao đâu có khùng. Giàu giá, giàu tạm thời thôi, không giàu hơn bà đâu mà lo. Chỉ có cách đó mới lật mặt được ông Lợi thôi, kế hoạch là thế này. Ừ, làm đi, tao còn căn nhà ở làng tre, lão Lợi không biết, mày cứ dùng. Số tiền này cho mẹ con thằng Muối, nếu việc không có kết quả thì xem như tao làm phúc giúp họ. Đứa nào tìm được thằng Muối sẽ được thưởng một đồng. Tớ tìm được nó rồi nè, thưởng tớ đi. Thằng Muối nè. Cầm tiền ăn đường, dẫn mẹ đi chỗ khác ở, chứ đừng đi về nhà. Cha của cậu thuê người thủ tiêu mẹ con cậu trên đường về nhà đấy. Mẹ con thằng Muối sẽ đi ngang đây, chú nằm xuống, giả vờ bị động kinh đi. Hứ, mưu kế gì mà bắt tao nằm dưới đường rồi giật kinh phòng, sợ mày thiệt. Làm phúc để đức cho Quỳnh đi, chú làm thử đi. Hừ hừ hừ, phải sùi bọt mép, làm lé mắt mới giống. Hừ hừ hừ, thằng khỉ, giống rồi đấy. Mẹ con thằng Muối tới kìa, chú diễn đi. Hừ hừ hừ, ôi ông này bị giật kinh phong. Kề tay nải dưới đầu, đừng để ông đập đầu xuống đất, móp cái sọ cá trề đấy. Chạy đi xin cho mẹ một trái chanh.
cài miệng ống ra để mẹ nặn chanh vào. Chắc ông ăn dữ lắm hay sao mà sùi cả lít bột mép ra thế này. Tao quýnh mày gãy hết răng bây giờ. Chua quá. Ổng em rồi, khiêng ổng vào chỗ mát đi. Cảm ơn chị, cảm ơn cháu. Túi tiền của tôi đâu? Đây, vẫn còn nguyên vẹn đây. Mày cho tội quá, nếu gặp người tham thì tôi đã mất hết rồi. Mẹ con chị tốt quá. Có vẻ là mẹ con chị đang gặp khó khăn. Có cần gì thì nói xem tôi có thể giúp được không? Mẹ con tôi đang gặp chuyện thế này, không biết phải đi đâu. Được rồi, tôi sẽ giúp mẹ con chị, theo tôi. Nhà của tôi bỏ không, mẹ con chị cứ ở, cầm số tiền này làm vốn. Hề có quý nhân giúp, hết nghèo rồi. Thật hả? Thật, mẹ con cô ta cứu mạng ông phú hộ nào đó nên được ổng đền ơn. Giờ mẹ con cô ta có nhà cao cửa rộng và cả một quầy bán gạo to tướng, giàu lắm. Không được, phải có cách gì đuổi họ về quê. Họ còn ở đây thì mình không yên. Ê, mấy đứa nhỏ kìa, không được hái sỏi của tao. Con chỉ hái trái to thôi mà, trái nhỏ con đâu dám hái. Đã ăn trộm mà còn láo toét. Chát, á, hồn lìa khỏi xác. Bà phú hộ đánh chết thằng Quýnh rồi, gọi làng tới mau đi. Nằm chết mà cũng chịu cách. Bà phú hộ đánh chết người nên đã bị bắt giam. Có lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của bà ta. Người trong nhà không liên can, hãy đi hết đi. Đi người không, không được mang theo gì cả. Đàn giàu có tự dưng trắng tay. Ăn ở đâu, ngủ ở đâu bây giờ? Hay là chịu nhục một tí cho đỡ khổ? Mình ơi, mình tha lỗi cho tôi hối hận lắm. Mũi ơi, tha lỗi cho cha nhé. Mời ông Lợi ra khỏi nhà tôi. Tôi là Hai Trùi đây mà, mình không nhận ra tôi à? Hai Trùi chết tôi từ 8 đời rồi, mời ông đi cho. Không, Hai Trùi vẫn còn sống đây, có nhãn hiệu Rùi nè. Đúng là Hai Trùi rồi. Ủa, mình được thả rồi à? Tôi có tội gì đâu mà không thả. Thế không phải mình đánh chết thằng nhỏ này sao? Còn có số đại trường thọ khó chết lắm. Ôi mình thoát tội, tôi mừng quá. Mấy hôm nay tôi khóc mãi. Xạo, Hai Rồi xạo, vĩnh biệt. Mình ơi, cho tôi về với. Ai cho ông về nhà tôi? Hay. Ông là kẻ bất nghĩa, tham phú quý, bỏ vợ con. Tôi vừa gặp nạn thì ông lập tức đi tìm vợ giàu ngay. Không đối họ gì tới tôi, chả thèm đi thăm nuôi tôi. Mai mốt gặp ai giàu có hơn, ông sẽ bỏ tôi thôi. Theo lời Tào Tháo, thà mình phụ người, không để người phụ mình. Tôi bỏ ông trước cho chắc ăn. À, hai bà cùng bỏ tôi một lúc à? Tôi chết để chứng tỏ lòng trung thủy của tôi nè. Chết nè, coi chừng còn rắn hổ đất. À, ha ha, con lươn không phải con rắn đâu. Còn căn nhà bà tính sao ạ? Cứ để cho mẹ con họ ở, tao không lấy lại đâu. Vậy ra nhà này là của bà? Của tôi. Tôi giao cho thằng Quýnh để lập mưu, vạch mặt kẻ bất nghĩa kia. Tôi ghét hạng người ấy lắm. Sao ông phú hộ kia lại nói là của ổng? Có ông phú hộ nào đâu. Thằng Quýnh bảo tôi giả làm phú hộ kinh phong, chứ tôi là lý trưởng làng này. Cha cậu ăn ở không có nghĩa, trước sau gì ổng cũng khổ à, cậu đừng có buồn.